Tương bị thấm ẩm thì có ốp được hay không? Chúc mừng bạn đã tìm đúng loại vật liệu rồi đó. Đây, nó được thiết kế dạng lỗ rỗng. Bề mặt sau nó sẽ tiếp xúc với ẩm, mặt trước thì nó sẽ giúp giữ nguyên cái vẻ đẹp của tấm, khắc phục được cái tình trạng ẩm mốc. Và đặc biệt nữa của cái dòng vật liệu này đó là thành phần cấu tạo bao gồm là hạt nhựa kết hợp với cả bột đá. Vì hai thành phần này là một trong những dòng vật liệu tạo ra là cái khả năng chống ẩm mốc hiệu quả nhất đến thời điểm hiện nay. Vì thế các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta sử dụng dòng vật liệu này để thi công ốp cho tường, trần nhà của chúng ta đã bị thấm ẩm. Và Hạ cũng xin lưu ý với các bạn, trong cái trường hợp tường nhà của chúng ta đã bị ẩm mốc rồi thì cần phải xử lý khắc phục ra làm sao, cũng như làm sao để cho cái không gian của nhà mình nó được bền hơn. Xử lý một lần thôi và sẽ không bao giờ cần phải khắc phục thêm một lần nữa. Và xin chào tất cả các bạn, mình là Hạ Haroma. Các bạn thấy video hữu ích hãy cùng tương tác với Hạ bằng cách ấn đăng ký kênh. Và những bạn nào đã đăng ký kênh rồi thì hãy cho Hạ một like với nha. Và quay trở lại trường hợp tường nhà của chúng ta đã bị bong tróc và ẩm mốc rồi thì khi ốp tấm Haroma Nano, ốp tường, ốp trần này để khắc phục ẩm mốc thì cần phải làm như thế nào? Sẽ có hai cái trường hợp. Đầu tiên là với tường và trần nhà của chúng ta đã thấm ẩm nhưng mà tường vẫn còn chắc chắn, không bị bở bục thì mình hoàn toàn có thể ốp trực tiếp tấm Haroma lên trên tường và nó vẫn tạo ra được cái vẻ đẹp cũng như là không lo. Sau khi mình ốp xong là không bao giờ còn phải lo vấn đề thấm ẩm nữa. Và sang trường hợp số 2, đó là tường nhà của chúng ta đã bị bong tróc ẩm mốc và có hiện tượng bở bục, tức là cái cốt nền tường của chúng ta không được chắc chắn. Một số nhà cũ ở nông thôn ngày xưa khi mà mình dùng vôi ve chứ không phải là dùng xi măng như ngày nay thì có thể là cái tình trạng bở bục đấy nó sẽ rất là nặng. Vì thế là mình cần phải đi thêm một hệ khung xương. Hệ khung xương ở đây mình dùng đó là khung xương sát hộp hoặc là khung xương thạch cao. Bằng việc sử dụng hệ khung xương như thế này, sau đó thì mình mới khoan và bắt vít giữ cố định tấm lên trên tường. Khi bạn làm như thế này thì chắc chắn với bạn một điều rằng công trình của bạn sẽ trở nên vô cùng là bền chắc. Và theo thông số kỹ thuật của nhà máy đưa ra, với mỗi tấm Haroma ốp tường trần nano như thế này thì tuổi thọ của nó lên đến trên 20 năm. Các bạn hoàn toàn yên tâm trong khi sử dụng. Và với những điều kiện thời tiết bình thường thì chắc chắn rằng là ngôi nhà của chúng ta sau khi mà ốp tấm Haroma Nano này lên thì bạn sẽ không bao giờ cần phải lo lắng đến việc bảo hành, bảo trì hay là phải xử lý thấm ẩm nữa. Chúc các bạn có được ngôi nhà như ý. Và đừng quên kế hẹn với Hạ vào mỗi buổi tối lúc 18h45. Hạ sẽ liên tục chia sẻ thêm những thông tin về dòng vật liệu mới với các anh chị để các anh chị em nhà mình nắm được, cũng như lựa chọn những vật tư phù hợp cho không gian của nhà mình. Vì thế để không bỏ lỡ những video tiếp theo, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo của Lê Hạ Haroma nha. Bây giờ thì Hạ xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.